Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 2, Na Thần tiếp tục khiến dân tình dậy sóng khi tung nhiều tin nhắn làm bằng chứng cho rằng Cao Thái Sơn chính là nhân vật đứng sau vụ bóc phốt sai lệch khách sạn vừa qua bằng cách nhờ người khác đăng thông tin sai lệch về số tài sản của anh. Còn nhớ cách đây không lâu, Na Thần Ly bị một người bạn của Cao Thái Sơn tố nhận vơ tòa thị chính Paris là khách sạn của nhà và giao bán với mức giá 2.500 tỷ đồng trong mùa dịch Covid-19 đến nay, Na Thần Ly đã có bằng chứng tố cao Thái Sơn nhờ người kia đăng tin và tét anh vào để gián tiếp tố cáo đối phương. Có thể thấy, Cao Thái Sơn đã bị người bạn kia lật mặt, chính người bạn này quay ra tố cáo và gửi những tin nhắn riêng tư của Cao Thái Sơn cho Na Thần Ly. Ngoài ra, Na Thần Ly còn ngầm tiết lộ Cao Thái Sơn có nhờ thêm vài người khác, nhưng không được giúp đỡ mà bị bờ lóc thẳng tay. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện loạt thông tin như Na Thần Ly nhận tòa thị chính Paris là khách sạn, mượn nợ, ở nhà thuê. Thông tin này được một người bạn của Cao Thái Sơn đưa lên Facebook và tết tên nam ca sĩ. Hôm nay, Na Thần Ly đã tung bằng chứng cho rằng Cao Thái Sơn là người đứng sau tung tin bịa đặt về anh. Thậm chí, có người còn làm mật báo cho Na Thần Ly. Trước đó, ngay khi bị tung tin đang ở nhà thuê mười mấy triệu một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhận vơ tòa thị chính Paris là khách sạn của nhà Na Thần Ly đã đáp trả, một lũ. Tao có bao giờ nhận cái tòa thị chính là nhà tao đâu bọn điên, nhà tao ở đối diện mà. Ngoài ra, Na Thần Ly cũng phủ nhận mọi thông tin mắc nợ nần như lời bạn Cao Thái Sơn tố cáo. Lùng sùng này chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh Facebook nhân vật,